đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn quả Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ bảy ngày 2 tháng 12 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài giữ vững chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới. Trước hết kính mời quý vị theo dõi phần tin. Ngày 1 tháng 12, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt triển khai nghị định số 48 ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 90 ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức. Công văn số 1522 ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức năm 2023. Công văn số 4884 ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về việc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức năm 2023. Quy định số 3872 ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân năm 2023. Quy định số 3872 ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân năm 2023. Quy định số 532 ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân năm 2023, hướng dẫn số 10 ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ban Tổ chức Thành ủy về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023. Công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân cuối năm là giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thông qua công tác đánh giá nhằm giúp cấp quỹ, tổ chức đảng và từng cá nhân tự soi tự sửa, từ đó đề ra những giải pháp phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo quản lý và thực hiện nhiệm vụ, làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ đảng viên trong thời gian tới. Ngày 1 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo thẩm định kết quả ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc chủ trì cuộc họp. Thời gian qua, thành phố đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai thực hiện các chính sách chương trình giảm nghèo trên địa bàn thành phố đã tạo điều kiện cơ hội cho người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự tham gia của các mạnh thường quân trong thực hiện công tác chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo cùng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố năm 2023. Ban chỉ đạo các cấp được thành lập kiện toàn kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo điều hành điều phối đảm bảo chương trình được triển khai thực hiện có hiệu quả. Kết quả thành phố đã giảm nghèo đạt và dược so với chỉ tiêu nghị quyết kinh tế xã hội năm 2023 giao. Cụ thể, giảm hộ nghèo 34 trên 34 hộ đạt tỷ lệ 100%, giảm hộ cận nghèo 200 trên 119 đạt 168,06%. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo của phường xã trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các phường xã tiếp tục điều hành thực hiện triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo hiệu quả, đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tăng cường chủ động vai trò của các thành viên trong ban chỉ đạo, phối hợp với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục vận động các mạnh thường quân trên địa bàn cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Sáng ngày 1 tháng 12 năm 2023, Ban Thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc phối hợp Đảng quỹ, Hội đồng nhân dân, Quỹ ban nhân dân, Quỹ ban Mặt trận phường Châu Phú B tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp sửa chữa hẻm 223 đường Hoàng Diệu phường Châu Phú B. Đến dự có đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Quỳnh Chí Quanh, Trưởng ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc ông Nguyễn Quốc Nghi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Châu Phú B. Qua hơn một tháng thi công, công trình nâng cấp sửa chữa hẻm 223 đường Hoàng Diệu phường Châu Phú B đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, có tổng chiều dài là 40 m, chiều rộng 3 m, với tổng kinh phí xây dựng công trình trên 300 triệu đồng do ông Quang Chí Cường, công ty QXQ, INC và doanh nghiệp tư nhân Như Ý phường Vĩnh Mỹ tài trợ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Phúc Gia Lạc là đơn vị thi công. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng đến Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày 1 tháng 12, Hội Liên nghiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc phối hợp với Hội Liên nghiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức ra mắt mô hình tổ phụ nữ xây dựng gia đình năm có ba sạch, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại ấp Mỹ Phú, xã Dân Châu. Bà Nguyễn Thị Quyến, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên nghiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã đến dự. Mô hình tổ phụ nữ xây dựng gia đình năm có ba sạch, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại ấp Mỹ Phú có 35 thành viên. Theo đó, 8 tiêu chí xây dựng gia đình năm có ba sạch gồm năm có, có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa. Ba sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Việc thành lập mô hình nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc, văn minh, nâng cao ý thức người dân giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, đường làng ngõ sớm và gia đình, tạo cho môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ngày 1 tháng 12, Hội đồng nhân dân phường Trang Phú B tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023 tại các khóm trên địa bàn phường. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã thông tin tới cử tri kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 đồng thời báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của phường Châu Phú B và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri trước đó. Cử tri phường cơ bản đồng tình đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của phường. Các ý kiến kiến nghị của cử tri tập trung vào vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, nâng cấp xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, quan tâm xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em, tạo điều kiện cho người nghèo phát triển nhà ở. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu hội đồng nhân dân phường đã tiếp thu giải trình, làm rõ những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương. Sáng ngày 1 tháng 12, Ủy ban nhân dân phường Núi Sam tổ chức lễ mít tinh diễu hành hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS năm 2023 với chủ đề cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt dịch bệnh S vào năm 2030. Đến dự có đồng chí Quỳnh Ánh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy phường Núi Sam. Tại buổi mít tinh Ủy ban nhân dân phường phát biểu hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS với chủ đề Cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt dịch bệnh S vào năm 2030, mục tiêu của tháng hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị của toàn dân về dự phòng chăm sóc điều trị HIVS qua đó kêu gọi sự hỗ trợ của gia đình xã hội đối với người nhiễm HIVS nhằm thông kỳ thị phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIVS trong cộng đồng, tiếp tục mở rộng độ bao phủ các dịch vụ và nâng cao chất lượng của các dịch vụ dự phòng xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế và điều trị HIVS đến mọi người dân. Sau lễ mít tinh, cán bộ đoàn viên thanh niên các tầng lớp nhân dân đã tham gia diễu hành bằng xe máy trên các tuyến đường chính của phường nhằm tuyên truyền phổ biến những nội dung của tháng hành động và ngày thế giới phòng chống S 1 tháng 12 năm 2023. Chiều ngày 1 tháng 12, Hội Liên nghiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc tổ chức sinh hoạt tổ phụ nữ giới an toàn thực phẩm. Đến dự có bà Đặng Thị Bảo Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên nghiệp Phụ nữ thành phố tại buổi sinh hoạt tổ phụ nữ giới an toàn thực phẩm được hội liên hiệp phụ nữ thành phố tuyên truyền về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe con người tác hại của ngộ độc thực phẩm cách xử lý khi có ngộ độc thực phẩm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm qua đó cung cấp những kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm như các mối nguy cơ ô nhiễm xâm nhập vào thực phẩm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm thông qua buổi sinh hoạt nhằm giúp cho tổ phụ nữ giới an toàn thực phẩm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác an toàn thực phẩm chú trọng hơn về chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường góp phần đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trong 2 ngày 30 tháng 11 và 1 tháng 12 năm 2023, trạm y tế phường Châu Phú A tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm, quản lý và điều trị bệnh lao cho người di cư và nhóm dân thường xuyên qua lại biên giới trạm thực hiện tầm soát lao tiềm ẩn miễn phí cho đối tượng có khả năng tăng nguy cơ phơi nhiễm giới lao bao gồm người sống chung nhà người tiếp xúc gần với người bệnh lao người di cư và nhóm dân thường xuyên qua lại biên giới đây là xét nghiệm đơn giản phát hiện cơ thể bị nhiễm vi khuẩn lao nhưng chưa có triệu chứng bệnh lao chưa phát hiện thành bệnh lao chưa phát triển thành bệnh lao thực hiện bằng test phản ứng lao thực hiện bằng cách tiêm dưới da Người được tiêm sẽ quay lại sau 48 đến 72 giờ để nhân viên y tế đọc kết quả, qua đó nhằm tăng phát hiện, chẩn đoán sớm ca bệnh lao bằng chiến lược 2X, X-quang và X-break cho nhóm người di nhập cư và nhóm dân thường qua lại dùng biên giới đưa vào quản lý điều trị lao trong chương trình chống lao quốc gia. Ngày 1 tháng 12, Trạm Y tế phường Châu Phú A tổ chức cho trẻ 6 đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn phường uống bổ sung vitamin A đợt 2 năm 2023. Trẻ từ 6 tháng tuổi cho đến dưới 36 tháng tuổi rất cần bổ sung vitamin A vì trong độ tuổi này bé ăn uống chưa tốt nên nguy cơ thiếu vitamin A là rất cao. Vitamin A là một vi chất dinh dưỡng quan trọng tham gia vào nhiều chức phận của cơ thể tham gia vào chức năng nhìn của mắt trong điều kiện ánh sáng yếu, biểu hiện dễ thấy nhất của thiếu vitamin A là bệnh quán gà. Vitamin A cần thiết cho sự bảo vệ biểu mô giác mạc mắt, có tổ chức biểu mô dưới da, khí quản, các tuyến nước bọt, ruột non, tinh hoàn. Vì vậy, khi thiếu vitamin A sẽ gây khô da, tổn thương mắt. Thiếu vitamin A nặng sẽ làm khô mắt, nếu không điều trị kịp thời sẽ gây hậu quả mù vĩnh viễn. Để phòng tránh thiếu vitamin A, chúng ta nên cải thiện bữa ăn hàng ngày ở gia đình, đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng và vitamin A. Đặc biệt khi chế biến thức ăn cho trẻ, ta nên thêm vào một ít dầu ăn giúp vitamin A hòa tan dễ dàng, cơ thể hấp thu tốt hơn, từ đó giúp trẻ phát triển đầy đủ và hoàn thiện hơn trong cuộc sống. Ngày 1 tháng 12 năm 2023, trạm y tế xã Dĩnh Tế thực hiện ngày di chất dinh dưỡng cho trẻ em uống vitamin A đợt 2 năm 2023. Trên địa bàn xã Dĩnh Tế có 217 trẻ trong độ tuổi uống vitamin A. Để chiến dịch đạt kết quả cao, trước đó trạm y tế xã đã có thông báo đến các hộ gia đình có trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 36 tháng tuổi, đưa con em đến trạm y tế để được uống vitamin A, cân và đo chiều cao. Việc bổ sung vitamin A cho trẻ là rất cần thiết để đảm bảo cơ thể trẻ có đủ dưỡng chất để phát triển khỏe mạnh. Trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi dễ bị thiếu vitamin A làm cho trẻ chậm lớn mắc bệnh nhiễm trùng. Thiếu nặng sẽ gây khô mắt. Chính vì vậy, việc bổ sung vitamin A cho trẻ là rất cần thiết để đảm bảo cơ thể trẻ có đủ dưỡng chất để phát triển khỏe mạnh. Bên cạnh đó, các bà mẹ cũng hiểu rõ lợi ích việc cho uống vitamin A nên đưa con em đến trạm để được uống vitamin A trong đợt này. Từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 3 người, bị thương 8 người, so tuần trước tăng 4 vụ 8 trên 4, tăng 2 người chết 3 trên 1, bị thương tăng 4 người 8 trên 4. Hồi 16 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2023, trên đường 30 tháng 4 đường Nông Thôn thuộc khu vực tổ 18 ấp Măng Rò, xã Giang Giáo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Xe mô tô biển số 67F153319 do ông Châu Bích Thi sinh ngày 2 tháng 12 năm 2023, nơi thường trú tổ 14, ấp Đây Cò Hôm, xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, hiện đang công tác tại tiểu đội BB4, trung đội BB5, đại đội BB6, tiểu đoàn BB511 thuộc trung đoàn 892. Điều khiển lưu thông theo hướng từ tỉnh lộ 948 đến đường Tây Trà sư. Khi đến địa điểm trên do không làm chủ tay lái chạy xe khỏi lề đường bên phải theo hướng xe chạy dẫn đến tai nạn giao thông. Hậu quả ông Châu Bích Thi tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân ban đầu do ông Châu Bích Thi điều khiển xe không làm chủ tay lái. Theo đó, các lực lượng chức năng công an tỉnh An Giang đã tổ chức 337 ca tuần tra kiểm soát. Qua tuần tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện vi phạm 1.120 trường hợp, trong đó đã sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện là 347 trường hợp, ra quyết định xử phạt 1.037 trường hợp, thu phạt hơn 2,1 tỷ đồng, cảnh cáo 71 trường hợp tạm giữ 555 phương tiện, tước 194 giấy phép lái xe. Trong năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn phường Châu Phú B đã được triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong cuộc sống, tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Với các giải pháp trong công tác tuyên truyền vận động, người dân đã ý thức được vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình trong xã hội những tấm gương gia đình tiêu biểu đã vượt khó phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc nhằm giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm. Những đóng góp tích cực đó đã hình thành việc xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Cuối năm 2023, toàn phường có 6.432 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 96,61%. Xây dựng gia đình văn hóa đã thực sự trở thành một phong trào trọng tâm xuyên suốt, luôn được các ngành trên địa bàn phường quan tâm sâu sắc. Thời gian tới, để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội cũng như mỗi cá nhân về vai trò ý nghĩa của xây dựng gia đình văn hóa, tăng cường phối hợp giữa các ngành đoàn thể chính quyền trong việc triển khai phong trào xây dựng gia đình văn hóa và các phong trào khác đồng bộ thiết thực hiệu quả. Thời gian qua, công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội được hệ thống chính trị phường Châu Phú B quan tâm triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau giảm nghèo như phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Cuộc vận động ngày vì người nghèo đã phát triển rộng khắp trong nhân dân, thể hiện tính nhân dân sâu sắc, thể hiện được chủ trương của đảng, hợp với lòng dân. Từ đầu năm đến nay, Ban vận động phương tiếp tục vận động tiền mạc quỹ vì người nghèo trên 300 triệu đồng, qua đó hỗ trợ khám chữa bệnh, khó khăn đột xuất, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Bên cạnh từ nguồn của Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố Châu Đốc, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc phường đã cất 11 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở với tổng số tiền là 550 triệu đồng. Đến nay, phường Châu Phú B có 7 hộ thoát nghèo và 38 hộ thoát cận nghèo. Hội cựu chiến binh phường Vĩnh Quân có 4 chi hội với 64 hội viên. Thời gian qua, Hội cựu chiến binh phường có nhiều hoạt động thiết thực đặc biệt là vận động các nguồn xã hội hóa để làm công tác an sinh xã hội chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Theo đó qua phong trào hỗ trợ dây giống nội bộ hội đã giải quyết cho năm lượt hội viên dây giống với số tiền là 10 triệu đồng, vận động được 670 kg gạo hỗ trợ 33 lượt hội viên gặp khó khăn phối hợp với các đoàn thể phường mở một lớp dạy nghề có 6 người là con em hội viên theo học nghề, tổ chức thăm hỏi động viên hội viên ốm đau từ trần với số tiền gần 1 triệu đồng. Có 3 hội viên là thương binh, 3 hội viên nhiễm chất độc hóa học và 9 hội viên là đối tượng gia đình có công và bảo trợ xã hội đều được cấp hàng tháng. 64 trên 64 hội viên có bảo hiểm y tế. Đến nay, hội cụ chiến binh phường không còn hộ hội viên nghèo, cận nghèo, tỷ lệ hộ khá giàu tăng hàng năm. Cán bộ hội viên phấn khởi tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, nổi bật là tham gia vận động quỹ vì người nghèo được 66 triệu đồng, tham gia góp sức trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống cháy nổ tội phạm, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, lồng ghép trong sinh hoạt chi hội được 5 cuộc với 420 lượt cán bộ hội viên tham dự. Phối hợp với công an phường tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự an toàn giao thông được 157 cuộc với 168 lượt hội viên tham gia. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz Thưa quý vị, sau 30 năm phòng chống HIVS có rất nhiều sáng kiến hay, mô hình hiệu quả đã được áp dụng trong truyền thông, giáo dục, thay đổi hành vi, trong tiếp cận dịch vụ từ dự phòng lây nhiễm HIV, can thiệp giảm hại đến điều trị liên quan đến HIVS. Tuy nhiên đến giai đoạn hiện nay có những thay đổi về yếu tố dịch tễ HIVS, nguồn lực phòng chống HIVS, hệ thống tổ chức cơ quan chuyên trách phòng chống HIVS tuyến tỉnh cùng với sự hiểu biết của người dân về HIV sự chia sẻ đồng cảm với người nhiễm HIV và các quần thể đích được nâng lên trong sự phát triển chung của toàn xã hội, thì công tác phòng chống HIVS cũng cần có những cách tiếp cận mới, sáng tạo và phù hợp. Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt chiến lược quốc gia phòng chống HIVS cho giai đoạn tới, trong đó có mục tiêu chấm dứt dịch bệnh S vào năm 2030. Việc xây dựng chiến lược mới là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm cụ thể quá đầy đủ, kịp thời chủ trương đường lối của đảng về công tác phòng chống HIVS và phù hợp với tình hình mới. Nghị quyết số 20 NQ trên TVK ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đặt ra mục tiêu vào năm 2030 Việt Nam về cơ bản chấm dứt dịch bệnh S không có nghĩa là không còn người nhiễm HIV, không còn người tử vong do S mà là khi đó S không còn là vấn đề sức khỏe đáng lo ngại ở cộng đồng. Mục tiêu chấm dứt dịch bệnh S là khi Việt Nam đạt được các tiêu chí sau. Số người nhiễm HIV phát hiện dưới 1.000 trường hợp một năm, hiện nay trên 10.000 trường hợp một năm. Tỷ lệ người nhiễm HIV tử vong liên quan đến HIVS dưới 1,0 trên 100.000 dân, hiện nay ước tính 3,5 người trên 100.000 dân. Tỷ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con dưới 2%, hiện nay 6%. Theo số liệu 8 tháng đầu năm 2023 của Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 249.000 người nhiễm HIV, trong đó có gần 230.000 người nhiễm HIV đã được phát hiện và đang còn sống. Trong những năm qua, với những nỗ lực triển khai toàn diện và hiệu quả các giải pháp phòng chống HIV/AIDS, Việt Nam đã giảm hơn 2/3 số người nhiễm mới và số người tử vong do HIV/AIDS so với 10 năm trước đây. Tỷ lệ nhiễm HIV giảm nhanh ở nhóm nghiện chất ma túy và phụ nữ bán dâm. Việt Nam giữ vững mục tiêu không chế tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ở mức dưới 0,3%, giảm tác động của HIVS đối với sức khỏe và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, đại dịch HIVS vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ quay trở lại còn cao. Số liệu giám sát cho thấy dịch HIVS có xu hướng gia tăng ở một số địa phương. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy vẫn còn ở mức trên 12,1%. Đặc biệt, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ đồng tính có xu hướng tăng rất nhanh trong những năm gần đây số MSM chiếm khoảng 42,3% trong số người nhiễm HIV được phát hiện 8 tháng đầu năm 2023, chủ yếu ở độ tuổi trẻ, từ 16 đến 29 tuổi chiếm 41,7%, đặc biệt là công nhân các khu công nghiệp và học sinh sinh viên. Cũng trong số liệu giám sát phát hiện hàng năm, nhiễm HIV đang được trẻ quá nhanh và đường lây chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt là quan hệ tình dục đồng giới nam nhóm tuổi từ 16 đến 29 tăng nhanh trong số phát hiện mới từ 4% năm 2012 đến 12,9% năm 2019 và 25,9% năm 2023. Phân tích đường lây trong nhóm tuổi này cho thấy 88,5% lây qua đường tình dục, đối tượng là nam quan hệ tình dục đồng giới chiếm 76,9% trong số những ca mới phát hiện trong độ tuổi này. Theo số liệu tổng điều tra dân số năm 2021, tỷ lệ hiểu biết toàn diện về dự phòng lây nhiễm HIV ở nữ 15 đến 24 tuổi chỉ chiếm 39,8%. Ở nam, độ tuổi này là 48,7%. Tỷ lệ có thái độ phân biệt đối xử với HIV ở nữ 15 đến 24 tuổi là 36,6%. Ở nam, độ tuổi này là 39,7%. Ngay cả với các em có trình độ cao đẳng đại học trở lên, tỷ lệ hiểu biết toàn diện về dự phòng lây nhiễm HIV cũng chỉ đạt ở 39,8% đối với nữ và 48,7% đối với nam. Như vậy, nhóm tuổi này có kiến thức thái độ rất hạn chế so với mục tiêu đặt ra chung của người dân Việt Nam, 15 đến 49 tuổi là 80% ở cả hai chỉ số trên đứng trước tình hình dịch hivs, bộ y tế, cơ quan thường trực phòng chống hivs của quỹ ban quốc gia phòng chống hivs, ma túy, mại dâm đã có những văn bản gửi bộ giáo dục và đào tạo và tổng liên đoàn lao động việt nam để mạnh phòng chống hivs ở trường học và các khu công nghiệp. ngành y tế các tỉnh thành phố tăng cường phối hợp với các tổ chức cộng đồng, các doanh nghiệp xã hội, y tế tư nhân trong việc tiếp cận quần thể đích để cung cấp dịch vụ từ dự phòng đến điều trị và chăm sóc toàn diện đối với các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, các hoạt động truyền thông tăng cường cung cấp thông tin về HIVS, giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, tác hại của ma túy, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm HIV ở giới trẻ thông qua các sự kiện truyền thông lớn và các buổi offline với quy mô vừa và nhỏ cần được triển khai thường xuyên hơn, đặc biệt ở các tỉnh thành phố có tình hình dịch HIVS cao như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đồng Nai, Bình Dương đối với ngành y tế và liên đoàn lao động các tỉnh thành phố đặc biệt ở các tỉnh thành phố tập trung nhiều khu công nghiệp cần có kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động phòng chống hivs từ các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ dự phòng và xét nghiệm hiv cho công nhân lao động nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn cho lực lượng lao động trước tác động của hivs tăng cường các hoạt động truyền thông về phòng chống hivs trên các kênh thông tin truyền thông của tổng liên đoàn lao động việt nam và các doanh nghiệp tập trung vào một số nội dung hiểu biết về hqvs và các biện pháp phòng tránh tiếp cận và sử dụng các dịch vụ phòng chống hqvs tổ chức phân phát ấn phẩm truyền thông các hội thảo sự kiện và các hình thức truyền thông phù hợp khác về phòng chống hqvs tại các công ty thuộc các khu công nghiệp có nhiều nam công nhân của một số tỉnh trọng điểm về hqvs đặc biệt ở các khu công nghiệp lớn trong những năm qua, các tổ chức cộng đồng gồm các thành viên thuộc mạng lưới cộng đồng người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV đã tự nguyện hợp lực với nhau thành các nhóm, đã tích cực và sáng tạo tổ chức các hoạt động truyền thông phòng chống HIV, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, cung cấp các dịch vụ xét nghiệm không chuyên, cung cấp sinh phẩm từ xét nghiệm HIV, chuyển gửi người có hành vi nguy cơ cao đến cơ sở y tế nhận các dịch vụ HIVS như làm xét nghiệm khẳng định HIV điều trị ARV, điều trị methadone, điều trị biệt Các tổ chức cộng đồng đã có đóng góp phát hiện mới hơn 50% số người nhiễm HIV, giới thiệu phần lớn khách hàng nguy cơ cao tham gia điều trị, dự phòng BREP, hỗ trợ chuyển gửi người nhiễm HIV đi điều trị sớm ARV và đặc biệt hỗ trợ tuân thủ điều trị tốt. Các cơ sở y tế triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ dự phòng và điều trị HIVS đều có liên kết với các tổ chức cộng đồng, các doanh nghiệp xã hội y tế tư nhân trong việc tiếp cận quần thể đích. Vai trò của đội ngũ này như cánh tay nối dài của các cơ sở y tế, đặc biệt hiệu quả khi dịch HIVS tại Việt Nam đang tập trung chủ yếu ở các nhóm có hành vi nguy cơ như nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, nghiện chích ma túy và mại dâm. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIVS năm 2023, Cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt dịch bệnh S vào năm 2030. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bám sát sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung lãnh chỉ đạo làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo nắm chắc tình hình biên giới địa bàn nội ngoại biên, kịp thời tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Các chủ trương đối sách xử lý kịp thời phù hợp với tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời bám sát thực tiễn, tình hình, trẻ yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng, đoàn kết thống nhất chủ động sáng tạo, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để lãnh chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ công tác biên phòng. Theo đó, đã triển khai toàn diện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Trong tháng 10 năm 2023, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận như độc lập bắt xử lý 5 vụ 5 đối tượng, trị giá hàng hóa khoảng 56 triệu đồng, phối hợp bắt 3 vụ 4 đối tượng, trị giá hàng hóa khoảng 1,61 tỷ đồng, bắt xử lý 18 vụ 23 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép xử lý vi phạm hành chính 18 vụ, 23 đối tượng, thu nộp ngân sách trên 71 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới, tiếp tục phát huy các mô hình, chương trình bộ đội biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định đời sống nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định hợp tác và phát triển. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang lãnh đạo tổ chức thành công hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu chuẩn bị tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân 3 tháng 3 năm 1989, 3 tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tập trung lãnh chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là trong chấp hành kỷ luật pháp luật Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị chứng mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả ban thường vụ Đảng ủy, cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh đạt được thời gian qua. Bí thư tỉnh ủy cho biết trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội biên phòng hết sức nặng nề nhưng rất cao cả. Đảng, nhà nước, ban thường vụ tỉnh ủy rất quan tâm và mong lực lượng Bộ đội biên phòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lê Hồng Quang đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung lãnh đạo quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết các cấp về công tác quân sự quốc phòng biên phòng, lãnh chỉ đạo nắm dự báo đúng tình hình, lãnh chỉ đạo quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới cửa khẩu, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, buôn lậu xuất nhập cảnh trái phép, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng. Lãnh đạo duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu đồng chí Lê Hồng Quang lưu ý lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin với các lực lượng nhất là công an hải quan thực hiện có hiệu quả các chuyên án kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm thực hiện nghiêm các quy chế quy định về quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất nhập cảnh phục vụ tốt nhu cầu giao lưu hợp tác và phát triển kinh tế hai bên biên giới ban thường vụ đảng quỹ bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tham mưu chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và 35 năm ngày biên phòng toàn dân, quy động hiệu quả các nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng máy ấm biên cương và xuân biên phòng ấm lòng dân biên giới, tăng cường phối hợp địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện hiệu quả các mô hình chương trình bộ đội biên phòng tham gia giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục giữ vững nguyên tắc đoàn kết thống nhất, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đấu tranh hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, phản bác quan điểm sai trái xuyên tạc của các thế lực thù địch quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực và trách nhiệm cao, vững vàng kiên định quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quý vị và các bạn những nghe bài giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, đòi hỏi phải thay đổi toàn diện về nội dung, phương thức hoạt động, công đoàn. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn càng phải được chú trọng. Thông qua sự định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban tuyên giáo tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ qua công đoàn tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình truyền thông công đoàn Việt Nam giai đoạn 2019-2023, đồng thời tận dụng tối đa các tính năng của truyền thông đại chúng và mạng xã hội chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh an giang lâm thành sĩ cho rằng công tác truyền thông công đoàn trên địa bàn tỉnh ngày càng đổi mới mạnh mẽ có sức lan tỏa sâu rộng không chỉ đối với tổ chức công đoàn đoàn viên người lao động mà còn được cả xã hội quan tâm theo dõi liên đoàn lao động tỉnh an giang đã ký kết chương trình phối hợp các cơ quan báo chí gồm báo an giang đài phát thanh truyền hình an giang báo lao động thông tấn xã việt nam đẩy mạnh truyền thông công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động tỉnh giai đoạn 2021-2026. Hàng năm, đơn vị tham gia ký kết các hợp đồng thực hiện sản phẩm truyền thông mang tính định kỳ tuần, tháng, quý và các sự kiện quan trọng khác. Liên đoàn lao động tỉnh tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan thông tấn báo chí khác để mạnh thực hiện các tin bài hình ảnh mang tính chủ điểm trong hoạt động công đoàn. Trung bình mỗi năm, công đoàn thực hiện gần 1.000 sản phẩm truyền thông ở các thể loại riêng năm 2023, năm diễn ra sự kiện đặc biệt của tổ chức công đoàn là đại hội công đoàn các cấp tiến tới, đại hội công đoàn tỉnh lần thứ 11 và đại hội 13 công đoàn Việt Nam. Liên đoàn lao động tỉnh An Giang đã phối hợp các cơ quan báo chí thực hiện trên 1.300 sản phẩm truyền thông, tạo nhiều điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền. Lãnh đạo các cơ quan báo chí đều khẳng định mật độ tiến độ tuyên truyền hoạt động công đoàn An Giang rất dày, rất nhiều và ngọt về thông tin. Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang còn triển khai hiệu quả công tác truyền thông qua mạng xã hội. Đến nay, đã phát huy hiệu quả 15 trên 15 trang Facebook công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và nhà văn hóa lao động tỉnh, 8 trang Facebook công đoàn cơ sở doanh nghiệp có đồng lao động, gần 500 nhóm Zalo cán bộ công đoàn các cấp, các trang thông tin điện tử của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, công đoàn ngành giáo dục và công đoàn cơ sở trường đại học An Giang, góp phần phát huy hiệu quả công tác truyền thông công đoàn. Đây là những kênh chủ lực luôn cập nhật kịp thời các nhân bản quan trọng của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn An Giang, các tin bài viết mang tính thời sự, tính định hướng cao được đăng tải liên tục. Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đổi mới, giao diện và cập nhật, bổ sung những tính năng cần thiết như checkbox, trực tiếp tạo kênh thông tin hỏi đáp pháp luật cho đoàn viên. Người lao động trên trang thông tin điện tử đến nay đều phát huy hiệu quả. Ông Lâm Thành Sĩ thông tin, hàng năm thông qua định hướng của tổng liên đoàn lao động việt nam liên đoàn lao động tỉnh an giang đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác truyền thông các sự kiện nổi bật của công đoàn tỉnh như chương trình tết Xum dày tháng công nhân ngày thành lập công đoàn việt nam và các sự kiện nổi bật khác theo hướng đổi mới chiều sâu tạo điểm nhấn rõ nét qua chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí hàng năm liên đoàn lao động tỉnh an giang đều tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được tìm ra cách làm mới sáng tạo hiệu quả để triển khai năm tiếp theo. Nhờ đó luôn đa dạng các sản phẩm truyền thông, các tin bài luôn mới, đảm bảo tính chuyên sâu, phản ánh đầy đủ những mô hình mới, cách làm hay của tổ chức công đoàn. Định hướng kịp thời những vấn đề nổi bật tồn tại mang tính chất bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, việc duy trì trao đổi thường xuyên, sơ kết tổng kết, còn giúp tìm ra giải pháp nhằm lan tỏa sản phẩm truyền thông đến toàn hệ thống công đoàn và toàn xã hội góp phần đưa tiếng nói của tổ chức công đoàn đến gần đoàn viên, người lao động. Từ đó, thu hút người lao động càng tin tưởng gia nhập vào tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện tốt một trong các khâu đột phá của Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang vẫn duy trì tổ chức các cuộc thi qua trang Facebook như cuộc thi ảnh, nét đẹp công đoàn và người lao động, cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, tìm hiểu tổ chức công đoàn. Trung bình mỗi năm, thu hút trên 11.000 thí sinh tham gia các cuộc thi, đăng nhập trên phần mềm và trên 27.000 lượt tương tác trên fanpage Công đoàn An Giang. Để để mạnh hiệu quả hơn nữa, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang còn phân công đồng chí, quỹ viên ban thường vụ, phụ trách công tác tuyên giáo, nữ công, định hướng kịp thời các thông tin tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch xảy ra trên mạng xã hội, theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 tỉnh, đến các nhóm Zalo, cán bộ công đoàn chủ chốt, nhằm lan tỏa trong toàn hệ thống hàng năm luôn đề ra mục tiêu chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số, công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền để khai thác triệt để các chức năng tuyên truyền theo xu hướng công nghệ 4.0. Quý vị và các bạn vừa nghe bài truyền thông công đoàn trong tình hình mới. Quý vị và các bạn thân mến, nói chung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt